Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Nhân TV. Và chúc các bạn một ngày Chủ nhật tràn đầy niềm vui. Và đây là cái video chia sẻ mình trả lời cho một khán giả đã nhắn tin và hỏi mình về cái việc mà thế mạnh trồng dâu tây cây mu các bạn. Thì cái lời đầu tiên thì mình xin cảm ơn các bạn đã tin tưởng và gửi những cái câu trả lời để nhờ mình nói chuyện. Đây là quan điểm riêng của mình và những cái hiểu biết riêng của mình thôi. Có thể là đúng với người này và không đúng với người khác thì các bạn có thể là góp ý hoặc comment ở bên dưới. Thì cái đầu tiên mình cũng cảm ơn bạn đã hỏi và để cho mình có cơ hội để chia sẻ được nhiều hơn với lại cộng đồng với những cái hiểu biết của mình. Tất nhiên là đây là theo cái quan điểm của mình thôi các bạn nhá. Thì có thể là bạn là cái người mà cũng yêu thích trồng dâu tây và bạn cũng đang có ý định kiểu như là về vườn này ha, về làm vườn và khởi nghiệp, bạn trẻ và khởi nghiệp từ nông nghiệp và bạn đang hướng đến là trồng các loại cây rau quả và trong đó thì có dâu tây. Và bạn cũng khá phân vân về cái việc là chọn giống và bạn kiểu như là muốn biết thế mạnh về cái việc mà trồng dâu tây cây mu. Thì cảm ơn bạn và mình rất là tâm huyết với những cái câu hỏi mà kiểu như các bạn tìm đến mình để hỏi những cái câu hỏi như vậy. Thì mình rất là cảm ơn và cũng cố gắng là mình sẽ nói những điều gì mình biết thì có thể là bạn coi như đây là một cái điều tham khảo thôi bạn nhé. Tham khảo và có thể bạn tìm hiểu thêm, tham khảo hơn ở những cái người khác. Thứ nhất thì trồng dâu tây đấy các bạn. Thì mình trồng ở tất cả các loại đã từng nha các bạn nhé. Ngó mình cũng trồng này, cây tách thân ra mình cũng trồng và cây mu mình cũng trồng. Và hạt thì mình cũng đã trồng rồi các bạn nhé. Đấy thì mỗi thứ thì nó đều có một cái trải nghiệm khác nhau. Và đặc biệt thì chúng ta khi mà làm điều gì thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ và chúng ta biết được thì chúng ta sẽ an tâm hơn các bạn nhé. Và đặc biệt là đối với các bạn trẻ và những cái bạn mà như cái hôm nay mình đang nói chuyện với bạn này thì bạn tìm hiểu khác, bạn cũng muốn biết để bạn kiểu như yên tâm để khi mà trước khi làm. Thì hôm nay mình chỉ nói nhiều về cái việc mà cái lợi thế của cây mu các bạn nhé. Thì có nghĩa là đầu tiên là những cái giống và cây mu á, thì đầu tiên là các bạn phải hiểu là cây mu thì cái kiểu gì thì kiểu thì nó là một cái cây mà nó được ở phòng thí nghiệm, các bạn biết là cái môi trường phòng thí nghiệm mà phòng mu thì nó phải là vô trùng đúng không, sạch và không có vi khuẩn, và cho nên cái cây nó ra đầu tiên là nó sạch bệnh các bạn nhé. Thì chính vì cái nhờ sạch bệnh như vậy thì nó khỏe, và khi mà gặp được cái môi trường thuận lợi và các bạn thấy là cái bộ rễ nó của nó thì khá là phát triển và nó được nuôi ở trong phòng thí nghiệm, và sau này thì chính vì vậy mà các bạn biết được cái bản chất của nó vậy, thì khi chúng ta đưa ra thì chúng ta trồng và chúng ta biết cái cách chăm sóc thì nó sẽ là sạch bệnh, nó đều, ví dụ như là trăm cây như một á, trăm cây như một, và sâu bệnh và cái sâu và các loại bệnh ở dâu tây thì nó khá là nhiều, nhưng mà cái dâu tây cây mu thì đầu tiên là nó, các bạn biết là nó giải quyết được cái vấn đề này đều đẹp, và đặc biệt là cái họ sẽ tìm những cái cây giống và đặc biệt nó cho những cái, có lẽ là lấy những cái cây mà nó có cái gọi là cái giống mẹ và cái bản chất mà của cái cây mà có bộ gen tốt hoặc sai quá này khác thì sạch bệnh, thì nó là số một rồi. Đó là cái thế mạnh đầu tiên mà mình thấy cây dâu tây ở cây mu các bạn. Đấy. Thì một chút nữa thì mình sẽ nói là cái cách mình làm như thế nào để các bạn có thể là làm theo ha. Đầu tiên là cái cây mu thì nó sạch bệnh, đều đẹp, khỏe. Tuy nhiên thì cái việc trồng cái cây mu lúc thời gian đầu của các bạn thì nó cũng hơi khó một tí, có nghĩa là cái cây mu ra thì nhỏ xíu à. Mà trong cái môi trường cây mu thì các bạn biết là nó sạch bệnh như vậy, và nếu chúng ta trồng ngay ra đất mà các bạn kiểu chăm như những cái cây dâu kia thì mình nghĩ là nếu như mà không ấy thì cây dâu nó sẽ là bị, khi mà chúng ta tưới mà theo những kiểu như là làm rau á, mình tưới á, thì nhìn nó cây nó cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng. Những cái cách làm của mình là cái hồi đầu mà mình làm là các bạn biết là những cái cây, cái bì gì dâu tây của cây mu nó nhỏ xíu, xong mình về là các bạn biết là mình trồng ra đầu tiên là mình trồng những cái bì nhỏ, mình trồng cái chậu nhỏ. Cái chậu nhỏ, mình trồng những cái chậu như thế này các bạn này. Đấy, nhỏ nhỏ như cái này này. Sau đó là khi mà cây dâu tây nó phát triển á, rồi mình mới mang ra ngoài vườn các bạn, mình trồng trên luống.
À, hai các bạn nhé, mình sang chậu, mình sang chậu và chậu chậu to hơn thì cái cây dâu tây nó phát triển khá là tốt, bởi vì cái thời gian đầu nó cực kỳ quan trọng ở cho một cái dâu tây khi mà nó hình thành và phát triển thời gian đầu. Đó là các bạn nên nhớ cái điều đó là khi trồng nhá. Nhưng còn một cái nữa là dâu tây mà cây mô ấy, thì cái thời gian mà nó cho quả thì nó lâu hơn những cái cây khác, cây ví dụ như cây ngó. Cùng cây ngó thì ví dụ như là mình trồng thì ví dụ một tháng nó ra quả thôi. Ví dụ cây ngó to thì có thể một tháng ra quả. Nhưng mà cây mô thì nó đòi hỏi là phải là 45 ngày đấy các bạn. 45 thậm chí là có cái cây thì nó tới 60 ngày á thì là nó mới cho ra quả. Đấy, nó lâu hơn các bạn nha. Thì mỗi thứ nó sẽ có lợi thế. Và cái nó sạch bệnh, nó đều, nó đẹp và nó thuận lợi ở cái chỗ là cái khi các bạn trồng nhưng mà nó đồng loạt như vậy. Và đặc biệt là khi mà cây dâu tây cái mô đó các bạn thì nó bền hơn những cái cây dâu tây khác. Nó bền có nghĩa là khi mà các bạn trồng một năm thứ nhất này, cái ngó hoặc là những cái cây mà các bạn tách ra thì có thể là được nó kéo dài hơn, tức là nó không bị cỗi. Có nghĩa là mình dùng cái từ cỗi có nghĩa là các bạn sẽ thấy là những cái cây mô hoặc là cái khi ngó của nó, cái ngó của nó thì cái quả nó sai. Và nếu như mà cái năm 1, năm 2, năm 3 và các bạn chẳng thấy sự khác biệt, ví dụ như nó cỗi, thậm chí là nó ít trái đi này và nó sinh những các bệnh, thì khi đấy thì các bạn cần phải thay giống. Và mình nghĩ là các bạn nên thay bằng giống dâu tây cây mô và cũng phải thay cả đất luôn các bạn. Bởi vì khi mà nó đã nhiễm bệnh, nhiễm sâu thì thường là các bạn có trồng cây mô sạch thì nó cũng nhiễm trở lại. Cho nên các bạn phải lưu ý cái điều đó nhé. Đó. Thì mình tập trung nói chuyện về cây mô thôi, bởi vì cây mô là một cái cây mà họ tìm những cái giống đẹp, gen đẹp để họ làm để trong phòng thí nghiệm. Một cái nữa là trong cái lợi thế là cái việc mà khi mà các bạn trồng nhiều á, các bạn mua hàng ngàn cây á, hàng ngàn cây thì các bạn sẽ là gửi nó dễ hơn, ví dụ nó gửi từ vùng miền nọ vùng miền kia thì nó sẽ dễ hơn những cái cây mô cây ngó. Hoặc là ví dụ mua chậu thì có chỉ 5-7 chậu, nhưng mà cây mô thì ví dụ một vài cái thùng xốp thì các bạn có thể gửi được cả bên họ bán, họ sẽ có thể gửi được hàng trăm cây hoặc thậm chí là cả ngàn cây ở những cái thùng xốp lớn thì nó cũng khá là dễ. Nhưng cái quan trọng là nó gửi về đến các bạn. Nhưng mà cây mô thường thì nó sẽ dễ, cái vận chuyển nó dễ hơn và nó nhỏ mà nó dễ hơn và về đến mình thì nó còn an toàn hơn. Đấy, những cái cây ngó, với cây ngó khi trồng thì nó khá là to. Ví dụ ngó to thì nó có đất và nếu như mà lá nó to mà các bạn gửi mà thời gian lâu quá thì nó có thể rất thể bị khô luôn. Cho nên là nó khó hơn những cái cây mô. Đầu tiên này, sạch bệnh này, đều đẹp khỏe, bởi vì cái bộ rễ ở trong cái phòng mô ra các bạn, họ làm họ cấy cho cái bầu nhỏ nhỏ là cái rễ nó phát triển cực mạnh. Chúng ta chỉ cho vào môi trường đất và cái môi trường tự nhiên của chúng ta thì nó phát triển rất là mạnh, rất là nhanh, đều đẹp khỏe, sạch bệnh, vận chuyển tốt và độ cây thì nó bền. Cái cây thì nó bền có nghĩa là nó 2-3 năm. Như các bạn thấy cái mô mà cây hoa đỏ này, nhật hoa đỏ của mình nhỉ, mình trồng năm nay đó là phải năm thứ 4 rồi các bạn, năm thứ 4 thứ 5 gì đó, nói chung là nó rất là lâu rồi, nó cứ đẻ nhánh vậy. Nhưng mà cây thì nó cái chỗ hoa mà nó khá là đẹp thì đấy là một trong những cái minh chứng mà mình thấy cái mô nó bền là như vậy. Các bạn nhớ nhá, là nó cỗi có nghĩa là nó cứ ra ngó một thời gian thì bắt đầu là cái quả nó ít đi dần so với những cái lứa đầu từ cây mô ra các bạn nhá. Mình từng trồng nhật Sachinuka và nó cứ bị bệnh, nó bệnh và nó nấm bệnh và nó dần nó cứ nó phát triển nó chậm dần thì đấy là một cái dấu hiệu mà mình thấy là cái giống nó bị cỗi đi. Cho nên các bạn hãy lưu ý. Và mình như lúc đầu mình đã nói là mình tập trung nói về cây mô và các bạn phân vân trồng dâu dây tây gì cũng được, trồng dâu tây trồng bằng kiểu cách nào cũng được. Ngó hạt thì nó rất là lâu đúng không, cây đánh đất thì các bạn biết là nó cũng có cái khó riêng, nhưng mà dẫu sao thì mình cũng đã từng trồng tất cả các loại. Nhưng mà mình hôm nay mình tập trung về cái việc mà trồng ngó thì nó có những cái lợi thế và những cái ưu nhược điểm như vậy. Nhưng mà nếu như các bạn trồng hàng loạt và trồng theo cái cách kiểu hàng hóa và sau này để thì dâu tây cây mô là một trong cái lựa chọn, mà sau này thì các bạn lấy ngó từ cây mô cũng khá là hay các bạn nha. Ví dụ như các bạn trồng mấy chục cây mô á thì sau này là các bạn nó lớn lên và dần cái ngó của nó, các bạn lấy ngó thì nó khá là đều và cũng khá đẹp, có mạnh, nó khỏe các bạn nhá.
thì chúng ta cắt cái ngón nó ra và chúng ta bắt đầu làm giống thì nhân giống ra. Thì đấy là một trong những cái mà mình thấy là nó khá là hay. Thì chắc chắn những video của mình thì là những cái video mà mình đã từng làm rồi. Năm nay thì mình không có trồng nhiều dâu tây nữa, và mình chỉ có quay và chia sẻ những cái gì các bạn thắc mắc thôi. Tất nhiên thì nó có thể là đáp ứng ở đúng với người này nhưng mà không đúng với người khác. Có thể mỗi người thì chỉ có một kinh nghiệm và những cái kiến thức khác nhau. Thì rất là mong các bạn để lại comment, hoặc là các bạn có thắc mắc gì thì cứ góp ý trong những video, và có khó khăn gì trong việc trồng dâu tây thì chúng ta cùng chia sẻ và học hỏi lẫn nhau các bạn nhé. Đấy, thì mình chỉ nói một chút, thì hy vọng thì những cái video của mình giúp cho ai đó mà có được cái kiến thức và những cái kỹ năng trồng dâu tây. Thì trong đây là có một cái câu hỏi của một bạn, thì các bạn đã hỏi như vậy qua Zalo, thì mình xin trả lời và nói chuyện với các bạn trong một video này. Thì các bạn có thể là nhiều khán giả khác thì cũng có thể là xem và làm theo những cái mà mình chia sẻ trong video này. Thì cảm ơn một khán giả đã chia sẻ, đã nhắn tin và gọi điện để mình có cơ hội chia sẻ với các bạn, những người yêu thích trồng dâu tây. Thì mình xin dừng cái video ở đây nhá. Cảm ơn và chúc các bạn luôn sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Các bạn nhớ là đừng quên đăng ký kênh và like để video có nhiều người để biết hơn, để mình sẽ còn có cơ hội được chia sẻ nhiều hơn ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.